Lớp tôi hôm nay tổng kết kiểu. Ủa Linh, mày không chuẩn bị tới lên nhận giấy khen cho cháy hả? Thì má ơi, học như quần què đâu ra giấy khen. Nam cho tôi mừng cái stock với. Nè. Rồi bây giờ cô đọc tên lần lượt lên nhận giấy khen nha. Nguyễn Thị Hương. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn. Trần Văn Long. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn. Wow, đẹp trai Long ơi. Nguyễn Thị Lan. Lan kìa. Ủa, mày đâu rồi? Em mặc đồ ai lên vậy Lan? Dạ đồ má em. Ê, chúc mừng bạn nha. Thôi bạn yêu đừng có buồn nha. Các mẫu cáp kết dịch dịch hai ảnh. Rồi trên tay cô vẫn còn một tờ giấy khen cho một học sinh không ngờ đến luôn. Nguyễn Thị Linh. Má ơi, Linh mày được giấy khen kìa. Ủa, đâu rồi? Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn. Em có điều gì muốn nói không? Trong đời em chưa bao giờ mà cảm động như ngày hôm nay. Mà bây giờ mà cho em ra đi cũng bản nguyện. Lớp tôi gần Tết Kiều. Rồi lớp phó trật tự lên quản lý lớp giúp cô đi. Cô xuống văn phòng chốt điểm. Trời ơi, cô cứ để đó đi đây. Bây giờ cô cho lớp mình ngồi chơi. Nhưng mà nhớ cho cô là chơi cho im lặng giúp cô nhé. Dạ. Ê, lên sọng em ơi. Đấy, cho tao một chân đi. Tao với con Hương muốn đưa cửa nha. Rồi, vô đây. Ê, Phương, quay tóc cho tôi đi. Ok bà. Rồi quay nha. Tôi, Nguyễn Thị Lan, team Đông Công Chúa, Mái Đình. Rồi giờ lên cấp cách dịch nó là xong rồi đó. Ê, đứa nào ăn không? Ê, Út Khờ, ăn gì vậy? Cho miếng coi. Nè, ăn đi. Rồi đi trước nha. Ba. Heo. Trời, biết đánh bạo gì ba. Đứa nào có không? Không bắt xin phép về ba đánh xì nha. Khoan, đứng lại. Ba đôi thôn. Vừa lòng tao lắm. Tử quỷ ca. Vậy bà em chặt chồng tôi hả? Vậy thì không chị em còn què gì hết trơn á. Ngũ quý ca nè mày. Lục quý ca nè mày. Vậy thì thập quý ca nè mày. Như Lai thập bát trưởng nè mày. Thập tát mũi nè mày. Vậy thì thập tứ cô nương nè mày. Cái lớp này nó coi phim kiếm hiệp à?